Kính chào quý vị khán giả. Một số công ty sinh học của Hà Lan, Israel, Nhật Bản và Mỹ đang chạy đua nghiên cứu công nghệ sản xuất thịt nhân tạo ở quy mô công nghiệp. Tờ Publico ra tại Bồ Đào Nha trong bài báo Thịt từ phòng thí nghiệm nhắc lại, mới vừa năm 2013, một giáo sư người Hà Lan giới thiệu và ăn miếng thịt bò đầu tiên nuôi cấy từ tế bào bắp bò đã phải tốn tới 250.000 euro mới nghiên cứu làm ra được miếng thịt nhân tạo ấy. Ấy vậy mà giờ đây, các nhà khoa học khẳng định là 3 năm nữa thôi, một miếng thịt bò nuôi từ ống nghiệm sẽ có giá chỉ khoảng 10 euro. Công nghệ sản xuất thịt nhân tạo đã tiến bộ quá nhanh. Một tờ báo Đức viết, tế bào gốc thịt bò, thịt gà nuôi trong dung dịch dưỡng chất sẽ trở thành miếng thịt chỉ sau từ 3 đến 4 tuần. Theo bài báo thì một công ty Israel thậm chí đã có kế hoạch cung cấp thịt nhân tạo cho các nhà hàng vào cuối năm 2021, tức là có 2 năm nữa thôi. Và khẳng định là trong 7 đến 8 năm nữa thôi thì thịt nhân tạo sẽ rẻ như thịt thật. Bài báo cho là thịt nhân tạo sẽ xuất hiện trên thị trường không phải là dưới dạng miếng thịt mà sẽ chỉ là thịt xay dành để sản xuất thịt viên, xúc xích, viên gà chiên hay là salami. Nếu như cách đây 5 năm, nhiều người dùng mình ghê sợ khi ông Mark Poster cắn miếng thịt nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, thì giờ đây, theo tờ Le Soir ở Bỉ chẳng hạn, có tới 57% số người được hỏi trả lời rằng nếu như có thịt nhân tạo thì chẳng ngại gì mà không ăn, vì lúc đó sẽ không còn mặc cảm là để con người có miếng thịt ăn thì động vật bị đối xử tàn nhẫn quá. 52% cho rằng chọn thịt ấy là tốt cho môi trường và 46% cho rằng đây là giải pháp nuôi sống nhân loại trong tương lai. Theo tờ báo thì cùng công nghệ ấy có thể chế tạo được cả da bò hay sữa bò mà không phải nuôi rồi giết mổ con bò nào cả. Thách thức bây giờ chỉ còn là làm sao để mà giảm chi phí sản xuất mà thôi. Tờ Newsweek ra tại Anh khẳng định là thế giới không còn lò mổ sẽ sớm trở thành hiện thực vì không cần có thêm đột phá khoa học nào nữa để đưa thịt nhân tạo lên bàn ăn. Bài báo có đoạn viết, với chăn nuôi truyền thống thì để có tảng thăn bò phải nuôi cả con bò để rồi sau đó lại vứt bỏ xương bò, lông bò, đầu chân lòng bò, thật là lãng phí. Với thịt nhân tạo thì thích thăn bò, chỉ chế tạo thăn bò mà thôi, mà lại có thể tăng giảm tỷ lệ mỡ, tỷ lệ nạc tùy thích. Bài báo dự đoán, thịt nhân tạo sẽ không thể thay thế được thịt thật, thế nhưng sẽ sớm trở thành một dòng sản phẩm mới trên thị trường trong tương lai rất gần. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam, từ Bruxelles, Vương quốc Bỉ.